Kính chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Sau đây Tăng sẽ quay bài chòi trả lại tên em phần 1. Mời các bạn đón xem. Alo. Tất cả chiến đã về tổ của mình. Mọi thứ đã sẵn sàng. Em đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi khâu chuẩn bị. Chỉ còn chờ đợi chim mẹ cất cánh là cả đàn sẽ bay lên. Ok chú, làm tốt phi vụ này. Công của chú không nhỏ đâu. Sẽ có quà, quà lớn cho chú đấy. Dạ, em cảm ơn chị hai. Nhớ, chỉ duy nhất một mình chú được gọi điện cho tôi thay xin sau mỗi lần liên lạc. Đuôi các số đều là 33. Rõ chưa? Dạ chị. Tốt, chúc chú thành công. Sao công việc thế nào mà nói tôi xem? Tôi sốt ruột lắm rồi. Rót cho tôi ly rượu. Đêm qua tôi toàn mơ thấy ác mộng. Bà nghĩ tôi ngon chắc. Mấy đêm nay không hôm nào tôi ngủ yên giấc cả. Mà đêm qua mơ thấy những gì? Ông vùng dậy bóp cổ tôi đến nghẹt thở. Đêm qua tôi nằm mơ, tôi thấy một con bán xà, nó quấn vào cổ tôi. Tôi cố giằng ra đấy. Ông giằng nó ra mà tôi tưởng con sắp chết đến nơi rồi đấy. Chết, chết thêm chó là được. Chết. Bố khỉ, đúng là ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy, còn ăn cơm mắm cái thì ngáy o o. Này, còn việc cuối cùng bà giải quyết cho xong rồi chúng ta an tâm ngồi chờ thành quả. Tôi hiểu rồi. Mà ông này, ông thấy con hoa nó như thế nào? Thế nào là thế nào? Tôi đang nghi rồi. Từ khi nó về nó ở cái nhà này, chuyện của thầy Tân Béo ta lo kỹ càng như thế mà vẫn bị lộ, tôi không thể nào hiểu nổi. Đúng, tôi cũng có linh tính giống như ông. Kể từ ngày nhận nó về đây, tôi cảm thấy khó tìm kiếm bắt đầu. Nghĩa mẹ ta không được em như trước. Linh cảm của tôi mới bị lộ ra ngoài. Đấy, chính vì nó được giới thiệu chỗ thân quen của bà, nên bà ra số kỹ lại chứ. Mình kỹ, nhưng người ta còn kỹ hơn mình nữa thì sao? Đời mà, không việc gì là không thể xảy ra. Tôi thấy chuyện của con Hoa. Thôi được, bà cứ để đó cho tôi. Hoa, ra ông Bảo. Dạ, ông bà có phải có ạ? Thế nào? Chuyện mới hôm trước, cậu Lê đã làm gì con? Nói cho bà nghe thử. Dạ không có gì đâu bà. Chắc là hôm đó cậu Lê say quá thôi ạ. À, bà ơi, hôm đó cậu Lê làm con hóng hồn luôn ấy ạ. Đơn giản thế thôi à. Vậy mà cậu Lê bảo
con đã dùng võ thuật để đánh lại cậu ấy đấy. Giờ đâu có hả? Làm gì có chuyện đó mà. Con gái nhà quê mà chẳng quê tí nào, võ nghệ ấy chắc cũng học trong một trường lớp nào bài bản đó nhỉ. Chắc là hôm đó cậu Lê say quá rồi làm tưởng, chứ còn có biết võ nghệ là cái gì đâu ạ. Cậu Lê say rồi làm tưởng, thế chắc mấy cái camera trong căn phòng này cũng say, cho nên đã quay lầm lại cảnh đó chứ gì. Chắc là hôm đó còn loạn quá rồi vung tay cầm lông tôm theo phản xạ tự nhiên, ông bà nhìn thấy rồi cứ tưởng là có võ, chứ thực tình con có biết võ biết là cái gì đâu. Con nhớ rồi, để con kể ông bà nghe nhé. Hôm đó cậu Lê đi đâu về mà say lắm, cậu đi loạn trọn như thế này nè, rồi tôi nhìn thấy con, cậu Lê nhào tới, vậy là con liền đờ con đẩy cậu ấy ra, nhưng cậu khỏe chứ không con cái bà ngã bị gì, ngã bị từ con tay xuống đây tại đây thế này. Còn xuống dưới bếp lo công việc của mình đi con. Dạ, con xin phép ông bà. Con bé này thiệt tốt lắm. Tôi không nói cho bà hay, chứ tôi đã nghi ngờ từ khi cái vụ của thằng Tuấn béo nó lộ ra. Còn nữa, ông xem đi, tôi đã cho người theo dõi nó từ sáng qua và hai tuần trước, tới năm nó đi chợ đều ghé bà bưu điện trung tâm khoảng 5 phút. Nó bảo bưu điện đúng, tôi hỏi thì nó nói là gọi điện về thăm cha, thì nó đưa số điện thoại cho tôi.